Thưa quý vị, theo thống kê của Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư, ước tính Việt Nam có khoảng 94.000 người chết vì ung thư mỗi năm. Tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam đứng thứ 78 trên 172 quốc gia được điều tra. Bên cạnh đó, vấn đề đáng lo ngại là số người mắc bệnh ở Việt Nam đang có xu hướng ngày một tăng nhanh, nhất là ở nam giới. Trong chương trình Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị những dấu hiệu nhận diện bệnh ung thư sớm ở đối tượng này. Khi có các triệu chứng này, nhất định phải đi khám tầm soát bệnh sớm, tuyệt đối không để muộn. Triệu chứng 1, ngực lớn. Đàn ông vẫn có thể bị ung thư vú, dù không phổ biến, những dấu hiệu bao gồm da lún xuống hoặc nhăn, núm vú co rút, da bị đỏ hoặc có vẩy ở núm vú hoặc da ngực, dịch ra từ núm vú. Triệu chứng 2, đầu. Khi có tuổi, người ta thường phàn nàn mệt mỏi và đầu đớn tăng. Nhưng đau mơ hồ có thể là một triệu chứng sớm của một số bệnh ung thư. Triệu chứng 3, các thay đổi ở tinh hoàn. Bất kỳ sự thay đổi về kích thước của tinh hoàn, chẳng hạn như sự tăng trưởng hay co rút, nên có một mối quan tâm. Ngoài ra, không nên bỏ qua bất kỳ dấu hiệu sưng nào hoặc cảm giác nặng nề trong bìu. Triệu chứng 4, thay đổi ở các hạch. Nếu bạn nhận thấy một khối u hoặc sưng ở các hạch bạch huyết, dưới nách hay ở cổ, hoặc ở bất cứ nơi nào khác, nó có thể là một lý do để quan tâm và đi khám. Triệu chứng 5, sốt. Nếu bạn sốt không rõ nguyên nhân, nó có thể do ung thư. Triệu chứng 6, sụt cân không cố ý. Giảm cân bất ngờ là một mối lo ngại. Nếu một người đàn ông mất hơn 10% trọng lượng cơ thể của mình trong một khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng, nên đi khám bệnh ngay. Triệu chứng 7, đau cồn cào vùng bụng và trầm cảm. Bất kỳ đàn ông hay đàn bà bị đau ở bụng và cảm thấy trầm cảm cần phải đi kiểm tra sức khỏe. Các chuyên gia đã tìm thấy mối liên hệ giữa trầm cảm và ung thư tuyến tụy. Triệu chứng 8, mệt. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bạn không hết mệt với nghỉ ngơi, hãy đi khám bệnh. Triệu chứng 9, ho dai dẳng, ho kéo dài được định nghĩa là kéo dài hơn 3 hoặc 4 tuần, hoặc có thay đổi về ho thì không nên bỏ qua. Các kiểu ho này đều phải đi khám bệnh, chúng có thể là một triệu chứng của bệnh ung thư. Triệu chứng 10, khó nuốt. Một số đàn ông có thể bị khó nuốt nhưng sau đó bỏ qua nó. Theo thời gian, họ thay đổi chế độ ăn uống của họ với một chế độ ăn uống nhiều chất lỏng. Họ bắt đầu uống canh nhiều hơn nhưng nuốt khó. Có thể là một dấu hiệu của bệnh ung thư đường tiêu hóa, chẳng hạn như ung thư thực quản. Triệu chứng 11, các thay đổi ở da. Bạn nên cảnh giác không những thay đổi duy nhất ở nốt ruồi là một dấu hiệu nổi tiếng của ung thư da tiềm ẩn, mà còn các thay đổi sắc tố da khác. Nếu có, bạn cần quan sát và theo dõi. Triệu chứng 12, chảy máu nơi không nên có. Nếu bạn bắt đầu ho ra máu, khạc dỗ ra máu, có máu trong phân hoặc trong nước tiểu, bạn nên đi khám bệnh vì nó có thể là ung thư ruột kết. Triệu chứng 13, thay đổi ở miệng. Nếu bạn hút thuốc hoặc nhai thuốc lá, bạn cần phải đặc biệt cảnh giác với bất kỳ mảng trắng nào bên trong miệng hoặc đốm trắng trên lưỡi của bạn. Những thay đổi này có thể cho thấy bạch sản, một khu vực tiền ung thư có thể xảy ra với các kích thích liên tục. Tình trạng này có thể tiến triển thành ung thư miệng. Triệu chứng 14, các vấn đề đường tiểu. Như người đàn ông có tuổi, vấn đề tiết niệu trở nên thường xuyên hơn. Những vấn đề này bao gồm đi tiểu thường xuyên hơn, đặc biệt là vào ban đêm. Cảm giác mắc tiểu cấp bách, một cảm giác không tiểu hết, không thể để bắt đầu tiểu. Nước tiểu rò rỉ khi cười hoặc ho, một sự suy yếu của dòng nước tiểu. Một khi bạn nhận thấy những triệu chứng này, bạn nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Triệu chứng 15, khó tiêu. Khó tiêu dai dẳng có thể là ung thư trực quản, cổ họng hoặc dạ dày. Khó tiêu dai dẳng hoặc xấu đi phải được báo cáo với bác sĩ của bạn. Thưa quý vị, vừa rồi là 15 dấu hiệu ung thư sớm ở nam giới. Nếu có những biểu hiện trên, chúng ta nên đến bác sĩ thăm khám sớm nhất có thể. Vì từ thực tế cho thấy, nhiều trường hợp phát hiện ung thư và các vấn đề sức khỏe khác ở giai đoạn muộn khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Ngay bây giờ, hãy quan tâm hơn nữa đến những thay đổi sức khỏe bản thân. Bởi hiện nay, các loại bệnh ung thư quái ác đã gần như gõ cửa từng gia đình Việt Nam. Để bảo vệ sức khỏe cho mình ở hiện tại và lâu dài, chúng ta nên điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng cho phù hợp và tránh các nguy cơ gây ung thư. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.